Tôi chứng kiến các binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từ phi đội tấn công chiến đấu cơ VMFA-121 của đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 trong hành động. Trong video hấp dẫn này, bạn sẽ được xem họ khéo léo đặt đạn dược lên chiếc F-35B Lightning II trên tàu USS America LHA-6 trong một chiến dịch quan trọng tại eo biển Visako vào ngày 21 tháng 8 năm 2024. Trải nghiệm những khả năng tiên tiến của F-35B, máy bay chiến đấu đa nhiệm tàng hình hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ và xem cách các binh sĩ của chúng ta chuẩn bị cho các nhiệm vụ trên biển. Video này trình bày sự chính xác và tinh thần đồng đội cần thiết cho các hoạt động nạp đạn, nhấn mạnh sự huấn luyện nghiêm ngặt và tính chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang của chúng ta. Tường thuật chi tiết sự kiện. Ngày 21 tháng 8 năm 2024, tại eo biển Visako, một trong những điểm chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từ phi đội tấn công chiến đấu cơ VMFA-121 đã thực hiện một chiến dịch nạp đạn dược lên chiếc F-35B Lightning II trên tàu USS America LHA-6. Đây là một phần của nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì sự hiện diện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực. F-35B Lightning II là máy bay chiến đấu đa nhiệm tàng hình tiên tiến nhất của quân đội Hoa Kỳ, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau từ tấn công mặt đất, không chiến đến trinh sát. Khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng STOVL của F-35B cho phép nó hoạt động từ các tàu sân bay nhỏ và các căn cứ tiền phương, mang lại sự linh hoạt chiến thuật đáng kể. Trong video, bạn sẽ thấy các binh sĩ thủy quân lục chiến khéo léo nạp đạn dược lên máy bay, một quá trình đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tinh thần đồng đội cao. Mỗi bước trong quy trình này đều được thực hiện một cách cẩn thận và chuyên nghiệp, từ việc kiểm tra đạn dược, nạp vào máy bay cho đến việc kiểm tra cuối cùng trước khi máy bay cất cánh. Tàu USS America LHA-6, một tàu tấn công đổ bộ lớp America, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động của thủy quân lục chiến. Với khả năng mang theo và triển khai các máy bay chiến đấu như F-35B, tàu USS America là một phần không thể thiếu trong chiến lược duy trì sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện này không chỉ thể hiện khả năng kỹ thuật và chiến thuật của các binh sĩ thủy quân lục chiến mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự huấn luyện nghiêm ngặt và tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quân sự. Qua video, người xem sẽ cảm nhận được sự cam kết và tinh thần trách nhiệm của các binh sĩ trong việc bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia,